Dược Dương Thư Group mang sức khỏe và sắc đẹp đến cho mọi người. Đông trùng hạ thảo từ lâu đã được Đông y coi là vị thuốc quý nhất đẳng dược thiện. Tây y cũng có nhiều nghiên cứu về loài nấm này và khẳng định có nhiều thành phần quý cùng công hiệu tuyệt vời với sức khỏe như ăn ngon, ngủ tốt, nâng cao thể trạng và hệ miễn dịch, giải độc cơ thể, tăng cường chức năng gan, thận, phổi, tăng cường sinh lý. Sản phẩm Đông trùng hạ thảo Vương là thực phẩm chức năng hỗ trợ đắc lực giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, cải thiện sức đề kháng để lấy lại sự cân bằng trong các hoạt động của đời sống. Thành phần chính được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo, một loài thảo dược quý từ thiên nhiên. Đông trùng hạ thảo Vương giúp xoa dịu những căng thẳng, mệt mỏi, mang lại những giấc ngủ ngon, từ đó sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Sản phẩm mang lại những công dụng vô cùng tuyệt vời, điều tiết hệ miễn dịch, tăng cường đề kháng. Đối với cơ thể suy kiệt, đặc biệt tốt cho người sau ghép tạng, sau phẫu thuật, chạy tia xạ, hóa trị liệu, người dị ứng thời tiết, bồi bổ sức khỏe là sản phẩm bồi bổ cơ thể tốt nhất, có tác dụng tăng cường chuyển hóa, vận chuyển oxy, giải phóng năng lượng, tăng cường sự dẻo dai của cơ bắp, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Điều này đã được chứng minh từ năm 1993 khi các vận động viên điền kinh Trung Quốc đạt được giải cao trong cuộc thi Olympic quốc tế tại Italia nhờ sử dụng đông trùng hạ thảo. Cũng chính điều này đã làm cho cả thế giới biết đến đông trùng hạ thảo, tăng cường sinh lý. Với liều lượng 3g một ngày, đông trùng hạ thảo Vương sẽ có tác dụng bổ thận, tráng dương, phòng chống các bệnh về hô hấp như hen phế quản, viêm phế quản mãn tính, viêm phổi, lao phổi và các bệnh về phổi, làm giảm lượng cholesterol xấu toàn thể và giúp gia tăng cholesterol tốt, có tác dụng với bệnh huyết áp cao, thấp, tắc nghẽn mạch não, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, chống lão hóa tế bào, dưỡng da, chậm thời kỳ tiền mãn kinh, kéo dài tuổi thanh xuân, điều hòa nội tiết, hỗ trợ điều trị viêm gan cấp, mãn tính, xơ gan, bệnh dạ dày, đường ruột. Sản phẩm đặc biệt rất tốt đối với những người viêm thận mãn tính, suy thận, tiểu đường, suy nhược cơ thể, stress do áp lực công việc. Đông trùng hạ thảo Vương, thần dược dưỡng gan, bồi bổ cơ thể.